không làm gì á? Xe cậu. Hả? Xe cậu. Xe cậu hả? Khang cả cổ hả? Nay xuống lớp nghịch hả? Nghịch không? Này xuống nhà có giáo hàng có ăn cơm không? Có. Ăn cái cơm, gì? Cơm cạch. Cho con cá tôm hả? À, ăn cơm với tôm. Cho con cá tôm đầy vừa. Con có ăn hết không? Có. À, ăn cơm với ăn gì nữa? Ăn trứng. Ăn trứng. Có ăn cháo hay bánh mì chấm sữa? Ăn cháo. Chiều ăn cháo. Uống sữa không? Mấy hộp? Hai hộp. Đâu? Hai hộp luôn. Uống hết không? Uống hết rồi. Có ai có uống không hết không? Có. Bạn nào? Bạn chưa. Bạn gì? Bạn chưa. Uống hết. Bạn ăn uống hết. Như là bạn. Như của chị. Bạn đi. Mặt nắp. Có bạn nào ăn không hết cơm không? Con ăn hết cơm không? Hả? Con ăn hết cơm không? Bắt nữa. Bắt nữa. Trên lớp con hát bài gì á? Hả? Bên lớp cô giáo Hằng dạy hát bài gì? Con này. Chiến hậu trò chơi ra. Hả? Con nói chiến hậu trò chơi ra mà chơi. Không thì sao? Con đã. Với Hằng đó là chia nhau đồ chơi ra mà chơi, không được tranh với các bạn. Đỡ có tranh không? Không. Đỡ ngoan không? Nhưng mà bác bạn cho con cái này đó. Cho cái gì? Cho cái trò chơi này đó. À thế à? Đâu? Trò chơi nào? Trò chơi này à? Yeah.